không phải của Phật giáo, có gốc rễ từ Nho giáo. Dù sao đi nữa thì tục này nó vẫn tiến bộ hơn rất nhiều so với phong tục của Ai Cập là chôn người thật, vàng thật, ngọc ngà châu báu thật xuống lòng đất để hy vọng là người chết thông qua cái xác có thể tiếp tục được hưởng thụ như đã từng hưởng thụ trên cõi đời. Còn người Trung Quốc người ta có một cái tiến bộ ở chỗ là làm nhà bằng vàng mã, tiền bằng vàng mã, xe cộ và vật dụng bằng vàng mã thôi. Cho nên cái mức độ tốn kém và ảnh hưởng đến người sống nó không có nhiều. Dù sao thì nữa, đây cũng là một sự phí phạm do mê tín dị đoan mà ra. Ta thử làm một bài toán, cứ mỗi một gia đình trung bình một năm là có 4 cái giỗ. Thì số tiền mua giấy vàng mã để đốt cho 4 cái giỗ này, ta tính quân bình là